Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Khám phá giải trí cuối tuần nhé. Hôm nay hai cô cháu xin lên nhà bác, đây là cái trại của bác mọi người. Xin lên nhà bác bứt một ít dấu để chuẩn bị về ngâm rượu Tết, ngâm rượu để uống Tết mọi người nhé. Hàng dấu đây mọi người này. Mình sẽ quay cái camera lại, quay cho mọi người xem. Nhiều không? Lâm. Wow. Dấu đây mọi người này. Ui quá nhiều ơi. Nhưng mà hành chín chưa được kỳ lắm. Hàng dấu này là trong đấy cái bờ. Là cái bờ bờ áo đấy mọi người này. Trông chí chít nhau luôn. Dấu thì trông chí chít nhau được. Đấy là cái dấu ăn lá của Tâm đó mọi người. Nhưng mà vì ở đấy cũng bít lá cho nên để nó quả nó nhiều thế này đấy. Cái này về ngâm rượu hoặc làm si rô mọi người. Si rô thì bít chạy chín chín. Ngâm rượu thì có thể là bít chạy nó xanh xanh một xíu cũng được. Này như cái chùm này cho mà ngâm rượu là bớt được hết cho mọi người này. Nhưng quả thế này mà làm si rô rất là ngon mọi người này, chín hết rồi đấy. Như hai quả này, ba quả này thì cái quả này là đang xanh nhá, hai quả này là làm được, quả này ngâm rượu là ngon, quả này làm si rô là ngon. Đó. Hôm nay chủ yếu bớt về làm si rô, à làm rượu mọi người, ngâm rượu đó. À, đây có quả chín đen. Khi nó chín đen được như thế này thì ăn sẽ có vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh rất là ngon. Ngon lắm. Ô quả to rồi. Không ngâm thấy. Còn cái này đang có quả chín này. Ngọt. Ngọt thấy. Để quá một buổi để cho nó chín hơn mọi người nhé. Dấu này cái thấp quá mà bẩn thì mọi người có thể rửa quá, nhưng để nó dấu nó cáo sạch chứ không cần phải rửa mọi người, bởi vì nó nằm trên cáo nó sạch lắm. Bây giờ ta sẽ đem vào, mình bỏ vào trong cái hù hoặc là cái bình nào đó, bình ngâm tùy điều kiện của mọi người nhé. Mọi người tốt nhất là ngâm bình thủy tinh,
mình không có bình thủy tinh thì mình sẽ ngâm trong cái bình 5 lít này mọi người nhé. Đây. Lượng rượu thì cũng tùy mọi người ạ. À, mọi người có thể ngấm cho nó loãng thì ngấm nó nhiều hơn. Nếu mà muốn đặc thì ngấm ít hơn. Nhưng tối thiểu nó phải lúc chi dấu mọi người nhé. Không lúc dấu nó hỏng đấy. Và đấy là mình dùng 3 lít rượu ngấm đổ khoảng gấp rưỡi. Ngập gấp rưỡi khó phải ghi dấu mọi người ạ. Đây. Rượu thì nặng lạt như thế nào thì tùy theo cái khẩu vị của mọi người nhé. Trong đó thì mọi người chỉ cần để trong vòng một khoảng thời gian để cái quả dấu này nó chuyển sang màu sậm đen là sẽ uống được thôi. Nó không cần ngấm nó dầu lấu đâu mọi người ạ. Mọi người nhìn này, cái dầu mới đổ vào mà nó đã lên màu rất là đẹp mọi người này. Đây. Nếu như mọi người có dầu thì hãy thử làm cái món ngâm rượu này mọi người nhé. Rất là ngon và dễ làm mọi người ạ. Chúc mọi người thành công. À, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.